thưa quý vị và các bạn, trong năm thứ 3 của giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 được tổ chức thì giải đấu đã để lại những ấn tượng đặc biệt, nhất là ở công tác tổ chức. Và trong phần tiếp theo của bản tin, xin mời quý vị và các bạn đến với cuộc trao đổi của phóng viên chúng tôi với ông Ngô Quang Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực của Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam để rõ hơn về những dấu ấn của giải đấu năm nay. Vâng, xin chào ông Ngô Quang Vinh. Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc trò chuyện lần này cùng chúng tôi. Giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2018 đang diễn ra rất hấp dẫn. Với cá nhân ông đánh giá như thế nào về công tác tổ chức của giải đua năm nay ạ? Cái điều đầu tiên là phải nói cái sự thu hút của giải chúng ta đó về công tác hậu cần. VTV đã mạnh dạn ra một cái tiêu chí về cái mức độ tối thiểu về sinh hoạt, ăn ở cho vận động viên quốc tế cũng như trong nước chúng ta. Phải nói rằng qua bao nhiêu thời kỳ tổ chức giải xe đạp tại Việt Nam mà vận động viên của chúng ta có thể hưởng thụ trong khoảng thời gian thi đấu mà được tốt nhất như hiện nay. Chúng tôi nhận thấy tất cả các khách sạn đều đạt tiêu chuẩn, và đối với các nước bạn đang tham gia thi đấu thì như chúng ta đã thấy, chỉ mới có một năm mà từ giải thứ hai qua giải thứ ba và cái tiếng vang nó đồn cũng là rất là xa. Do đó các đội nước ngoài rất là quan tâm và đưa lực lượng tốt nhất của mình đến để tham dự cùng giải. Các bạn nước ngoài có ý kiến thì đây là một trong những giải mà có thể nói là nổi bật của khu vực chúng ta. Vậy thì ở Việt Nam mình đã bao giờ có một cái giải đua mà có cái chất lượng tổ chức tốt như giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen hay chưa? Cũng như là giải đua này thì có thể tương xứng với những giải đua lớn nào ở khu vực cũng như ở cấp độ trên thế giới ạ? Trong khu vực chúng ta có khá nhiều nước tổ chức giải, và thậm chí giải trong hệ thống thi đấu của UCI 2.1, 2.2. Nhưng mà phải nói rằng về công tác hậu cần thì tôi đánh giá giải VTV Cup Tôn Hoa Sen của chúng ta là nổi trội. Các giải mà thi đấu quốc tế giống như là ở tầm cỡ SEA Games hay là Asia Games thì chúng ta cũng có thể ngó tới được. Về các công tác khác để hỗ trợ cho các đoàn, cho các vận động viên thì chúng ta cũng làm việc rất là tốt. Vâng, giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2018 vẫn còn rất nhiều chặng đua dài ở phía trước. Vậy đâu là những khó khăn thách thức đang chờ đón ban tổ chức ở phía trước ạ? Hiện nay cuộc đua chúng ta còn nhiều chặng ở phía trước và chúng ta còn vượt qua nhiều ngọn đèo. Về công tác tổ chức, chúng tôi lo ngại nhất đó là vấn đề về lưu lượng xe, mật độ xe tại Việt Nam tương đối nhiều hơn các nước trong khu vực, và công tác bảo vệ lộ trình là một trong những công tác cần thiết để chúng ta có thể đảm bảo an toàn cũng như là thông thoáng đường cho vận động viên thi đấu. Và đây là những cái chuyện mà chúng tôi thiết nghĩ rằng ban tổ chức chúng ta với sự nỗ lực của các bộ phận chuyên môn sẽ vượt qua được và sẽ đưa cuộc đua thành công vào ngày 16 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Với những nhận định và đánh giá vừa qua thì theo ông, giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của xe đạp Việt Nam ạ? VTV đưa được các đội mạnh của quốc tế về thi đấu tại Việt Nam. Thứ nhất là chúng tôi hết sức ủng hộ là nhiều vận động viên của Việt Nam chúng ta sẽ có điều kiện cọ sát. Nhưng mà đặc biệt đó là việc các ban huấn luyện của xe đạp Việt Nam có điều kiện học tập về cái tư duy chiến thuật tiên tiến hơn của các đội bạn, vì xe đạp Việt Nam từ trước đến giờ có thể nói nôm na, mà chúng ta có thể nói trong giới chuyên môn đó là xe đạp Việt Nam chiến thuật khá toan tính. Nhưng đối với đội bạn, đối với các nước tiên tiến thì xe đạp thể thao là tấn công và tấn công. Do đó chỉ qua những chặng vừa qua của các giải VTV Cup, chúng tôi nhận định rằng đó là một cái điều mới mẻ và nó đưa cái xe đạp hấp dẫn hơn đối với người hâm mộ. Có thể nói là về góc độ chuyên môn thì xe đạp Việt Nam qua VTV Cup từng năm tôi tin chắc rằng sẽ trưởng thành hơn và nó sẽ có nhiều điều kiện để phát triển, để hội nhập khu vực nhiều hơn.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện lần này ạ.